Hi, xin chào cả nhà, lại là em Mimi nè. Của hôm nay á đã là thứ năm rồi, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cả nhà cái cách nối mi cho khách mà dán mắt châu Á. Thì thường thường á khi mà mình nói tới dán mắt châu Á thì các anh chị liên tưởng tới cái gì? Là mình mắt nhỏ, mắt một mí, và trong cái khóe này của mình à là hẳn nó sẽ rất là cái giống như cái chỗ nó bị flat, nó giống như nó bị dẹp ra. Còn mũi á, thì không có được cao, thì mắt á, sẽ giống như không có sâu. Thì hôm nay á, em đã nối một bên này rồi nè. Còn cái bên này á, là bên chưa nối, để cho các anh chị có thể thấy được á, cái sự khác biệt giữa nối mi rồi và chưa nối mi. Tại vì hôm nay á, là đặc biệt cô bé này nói là chị ơi, nối cho em một cái bộ mi để em đi interview giống như đẹp nhưng mà không có bị lố. Em thích thì chị nói cho em. Đó thì đầu tiên cũng như mọi lần ha cả nhà, thì em sẽ cắt cái miếng keo pad của mình à, thì một đầu to một đầu nhỏ. Ở đây thì cái đầu nhỏ em đã cắt rồi nè, và em cắt thêm bốn cái lằn nhỏ nữa. Thì thường thường á, đa số là khi mà mình nối mi ở bên này, khách của mình á, sẽ là khách Tây rồi khách giống như khách da màu. Nhưng mà lâu lâu em biết á, cũng có nhiều chị học viên, thí dụ mình ở những cái thành phố lớn mà đông giống như người châu Á, thì mình cũng có một cái lượng khách châu Á rất là lớn. Thì cái kỹ thuật mà để nối mi, đặc biệt là cái mi trong khóe đó như thế nào á, cái đó rất là quan trọng. Tại vì á, khi mà nếu mà mình sử dụng cái mapping mà giống y chang như là mình nối trên khách Tây, khách Mỹ trắng hay là khách da màu á, thì mình nối trên mắt châu Á nó sẽ không ra đẹp. Lý do là tại vì cái mí, cái phần da mí mắt của khách châu Á là thường á, ở trong này nó hay bị quặp lại, nó rất là hẹp, nó rất là nhỏ. Thì mình phải nối như thế nào á, để cho cái khóe mi của mình á nó nổi ra. Chứ nếu mà mình nối những số ngắn giống như số 8, số 9 thì nó sẽ bị ngắn và nó cuộn ngược lại vào trong cái khóe. Nên cái đó cũng sẽ là không có đẹp. Sau khi mình nối xong rồi bỏ băng keo trong. Can you this? Thì em sẽ lấy cái Michael Brush của mình để em bỏ primer. Thì cũng như mọi lần, cái primer ngày hôm nay em sử dụng sẽ là cái primer này nha cả nhà. Blush primer này của mình. Và cái cây á, mình xài chung với primer sẽ là Michael Brush. Em thấy hình như cái hình nó hơi bị chậm so với cái em nói đó không mọi người? Nếu như mà mình dán á, bằng băng keo trong á, hoặc là cái băng keo mà dày á, thì nó sẽ bị cộm. Nhưng mà nếu mà các anh chị dán á, hai miếng nó chéo như vậy nè, nếu mà mình kéo lên thực sự á, là nó không có chạm cái waterline thì họ không có bị ngứa nha cả nhà. Thường thường á, có nhiều anh chị á, là mình dán 3 miếng rồi mình dán 4 miếng nữa, nhưng mà em thấy là dán hai miếng chéo nhau như vậy á, là dễ nhất cho các anh chị học viên. Thường thường nếu mà dán sát quá là sẽ bị ngứa nha chị. Nhưng mà nếu mà mình dán á, không có đè lên cái waterline á, là mắt khách nó rất là dễ chịu. Và cái đặc biệt đó là cái băng keo của mình đó, là mình phải mua băng keo giấy mà cái loại mỏng. Nếu mà băng keo giấy loại dày đó, là nó sẽ bị cộm. Còn nếu băng băng keo giấy mà nó mỏng đó, là sẽ không có bị cộm nha chị. Sau khi mà em đã bỏ primer lên rồi á, thì em sẽ cắt cái băng keo trong. Băng keo trong á, mình sẽ sử dụng cái loại này nha cả nhà, cái loại mà nó có lỗ vậy nè.
thì á, khi mà mình bỏ lên á, nó không có bị kiểu giống như chảy mồ hôi trên cái miếng băng keo của mình. Tại vì trong trên khi mà miếng băng keo á, có những cái loại mà nó không có cái lỗ, là cơ nhiệt độ cơ thể của mình nó tỏa ra, rồi còn tùy theo cái tiểu bang của mình, nếu mà nóng nhiều á, mà kiểu giống như nóng khô á, là mình sẽ thấy cái băng keo của mình nó tự nhiên nó bị đổ mồ hôi. Còn mình dán cái loại băng keo trong này á, thì nó có lỗ thì giống như da nó thở được, sẽ không có bị. Sau khi mà dán băng keo trong để kéo lên cái mắt như vậy á, thì mình sẽ lấy một cái Sharpie để mà mình vẽ primer. Vẽ vẽ mapping, vẽ primer là vẽ gì không biết luôn. Thì đầu tiên á, để xác định 3 điểm, điểm đầu á là cái điểm đầu tiên mà mình sẽ nối sợi mi đầu tiên nha cả nhà. Điểm chính giữa là mình sẽ nhìn theo á, cái con ngươi khi mà khách á, nhắm mắt nè. Mình xem á, là cái phần mà nhô lên cao nhất nó sẽ là cái điểm giữa của mình. Và cái điểm cuối cùng á, sẽ là nơi mà mình muốn nối sợi mi cuối cùng ở trong cái bộ mi của mình. Như em nói, cái mắt của khách châu Á là thường thường cái đoạn từ trong khóe mắt đi ra đây nè, nó rất là hẹp. Và đa số khách châu Á của mình á, là giống như mũi tẹt nữa. Thì á, ở phần trong đây nè, là mình phải làm cho giống như cái số nó hơi dài ra. Thì khi mà khách mở mắt dậy á, nó mới giống như là vươn dài ra khỏi cái mí mắt. Thì ở đây sẽ là cái phần mà em nối cái số ngắn nhất ở trong cái khóe mắt của mình. Và ở đây là cái số dài nhất mà em sẽ nối. Hồi nãy á, khi mà em làm cái mép bên kia á, là cái số dài nhất em đang làm là 13. Ở đây á, cái lớp cuối cùng em sẽ làm 13. Cái lớp ở trên cùng á, em sẽ nối thêm vào số 12 và số 11 luôn. Cái lớp này á, cái lớp dưới cùng á, là em sẽ số 13 và chen số 12. Lớp ở đây á, là em sẽ nối số 12 và lớp ở đây em sẽ nối số 11. Thì cái này sẽ là cái map á, mình làm cho dán mắt khách châu Á nha cả nhà. Và một cái điểm nhận diện á, là khách châu Á của mình đó là thường thường lông mi của họ rất là mỏng. Mỏng á, thì mình sẽ không có sử dụng giống như 0.07, mà thường thường khách châu Á em hay thích nối mi mà bằng 0.05 á mọi người. Mà mình làm ở chừng 7 đi trở lên thì nhìn cái mắt nó giống như nó mềm mại hơn, mà giống như cái chân mi á, nó sẽ đen nhiều hơn. Là bằng 0.07 nó cũng sẽ hơi nặng cho khách nha cả nhà. Cái keo á, mà hôm nay á, em sử dụng á, nó sẽ là cái keo K glue của mình, chai đen nắp đỏ nha mọi người. Đó là cái này là cái keo hôm nay em. Để em đổi cái angle xuống cái angle kia để cho mọi người thấy rõ cái cách mà em bỏ mi vô nha. Đó, mọi người đã thấy. Dạ, hai chị Như Yến, hai cả nhà. Để em đổi qua cái camera cái góc ở đằng sau á, để cho mọi người thấy em làm dễ nha. Hôm nay á, là em không có anh camera với em, là tự xử luôn đó cả nhà, nên nếu mà ở cái góc quay á, mà nó không có đẹp hay cả nhà không thấy á, thì cả nhà comment rồi có gì em đổi góc cho mọi người thấy cho nó dễ nha. Thì một trong những cái câu hỏi á, mà các anh chị học viên hoặc là những cái anh chị mà giống như hay nhắn tin á, hỏi em với lại công ty á, là cái điểm khác nhau giống như giữa Mi Classic và Mi Volume là cái gì? Và khi mà mình học 3 ngày á, mình sẽ được học cái gì? Được học hết Classic, hết Volume luôn hả? Thì để trả lời cho cái câu hỏi đó thì đầu tiên á, là đúng rồi cả nhà.
là các anh chị khi mà mình học 3 ngày á, là mình sẽ được học tất cả các kỹ thuật cho nối mi classic và nối mi volume luôn. Và khi á, mà mình nói tới classic á, là mọi người sẽ liên tưởng tới đầu tiên á, là cái classic 11. 11 có nghĩa là sao? Là một sợi mi nối nối lên một sợi mi thật. Và cái đó là giống như là cái nền tảng cho cái việc nối mi của mình luôn. Là ai học nối mi là đều phải biết nối mi classic 11. Và cái đó cũng là giống như classic truyền thống luôn á, là cái đó là mới ra là nó là cái loại đó. Sau này á, khi mà xã hội mình giống như là cải tiến nhiều hơn, rồi khách họ muốn nhiều hơn, thì classic 11 giống như là nó không có đủ đô cho người ta nữa mọi người ơi, giống như đeo riết rồi á, sẽ thấy là muốn hơn. Nên từ đó sau này mình có thêm là Whitby Classic, hay là mình kêu là giống như mi trụ, mi Whitby, mi volume, mi spy, là cái đó vẫn là mi classic. Nhưng mà thay vì classic 11, một sợi mi nối nối lên một sợi mi thật, mình sẽ sử dụng hai, từ hai sợi mi nối trở lên mình chập lại với nhau và mình nối cái sợi mi đó đó, mi tiếng Việt mình em nghĩ chắc mình gọi là mi kép á, là tại vì mình nối mình chập hai sợi lại với nhau để thành một cái sợi USB á, rồi sau đó mình bỏ cái USB đó đi lên trên cái mắt một sợi mi thật của khách, thì cái đó là mình gọi là giống như USB Classic. Nó vẫn là nằm trong gia tộc mi classic nhưng mà nó sẽ dày hơn, tại vì á, thay vì chỉ có một sợi thì bây giờ mình chập hai sợi mi nối lại để thành một sợi, rồi mình mới bỏ cái sợi đó đi lên trên mi thiệt cho khách. Và nếu mà nói về trong cái lớp học của mình á, thì cái kỹ thuật mà làm mi USB classic á, sẽ được em nhấn mạnh rất là nhiều. Lý do là rất là nhiều anh chị á, khi mà mình đăng ký cái lớp học là mình muốn học cái kỹ thuật mi kim khay, mà để làm ra được một cái bộ mi kim khay là các anh chị phải hiểu được cái cách làm trụ và cái cách phối mi trụ. Tại vì sau khi á, mà mình phối mi trụ ở trong cái bộ mi kim khay rồi đó, phối ra cái trụ đẹp á, là coi như là mình đã xong 70% cái bộ mi rồi cả nhà. Cái 30% còn lại á, là cái cách mà mình phối volume xen kẽ giữa những cái sợi mi trụ, mi classic. Nếu mà cả nhà thấy á, nhìn kỹ là hôm nay á, cái mi của cô model của mình nó là rất là mỏng luôn. Nhấn vô các anh chị có thấy rõ cái góc này không? Có cần em phải mua đổi góc chút xíu không? Như em thấy cái camera hôm nay hình như nó hơi bị chậm. Để em đổi cái góc. Cái góc này em nghĩ là dễ hơn. Để em chỉnh cái góc lại để mọi người. Bỏ cái. Mờ không được nét. Thì dạ để em đang chỉnh cái góc lại. Vậy hôm nay em không có anh cameraman, có một mình em tự xử luôn. Em nghĩ cái góc này được hơn ha cả nhà ha. Có bị mờ không? Để em zoom out ra chút xíu. Maybe bị internet rồi. Nhưng mà em nghĩ cái góc đó là ok. No, để lại cái góc hồi nãy á.
Em nghĩ cái góc hồi nãy á, nó ok. Cả nhà thấy rõ không cả nhà, hay là nó vẫn bị mờ vậy ạ? Nếu mà rõ comment giùm em là thấy rõ nha, còn nếu mà mờ thì ghi là bị mờ. Để em chỉnh lại. Tại vì trên cái camera em thấy cái góc là đang ok rồi, nhưng mà em không biết là cả nhà có thấy rõ không. Vì trên cái máy của em thì nó rõ rồi đó. Dạ, cái lớp tiếp theo của mình nó sẽ là vào tháng 5, ngày 23, 24, 25 nha cả nhà, ở Dallas, Texas. Thì hồi nãy em đang nói tới á, là ở trong cái lớp học của mình á, là em sẽ rất là chú trọng. Ok rồi, ok. Em sẽ rất là chú trọng cái việc á, là mình phải tự bắt được cái chủ ha. Tại vì em biết có nhiều chị nói ồ bây giờ mình không có cần làm chủ đâu, mình chỉ cần họ mình chỉ cần làm cho nó giống như bỏ voi rồi một cái, xong mình mua chủ mà người ta bắt sẵn á, xong rồi mình bỏ lên một cái khác á, giữa cái chủ mà sẵn á, những cái gì mà pre-made á, là cái đó là ai mua về cũng làm được cả nhà ha. Khi mà mình đi học á, thì mình sẽ được học cái cách làm chủ, cách làm whisper giống như kiểu chính thống. Và sau khi á, mà mình làm chủ rồi á, mình sẽ được học những cái kỹ thuật để mình làm volume. Khi mà nói volume ở đây không phải là đi vô cái xong rồi cô giáo sẽ cho đưa fan premix cho cắm nha, mà em sẽ hướng dẫn các anh chị á cái cách á, là mình làm volume bằng tay, là mình tự làm volume và mình để dành những cái volume đó để mình bỏ lên model. Và bên cạnh những cái việc là giống như volume, khi mà mình nói volume large nó sẽ bao gồm những cái loại nào? Sẽ có giống như Russian volume nào, là volume mà kiểu châu Âu, rồi volume mà kiểu giống như là kiểu Mỹ, American volume, Russian volume nè. Rồi bên cạnh đó là mình học thêm những cái mát nâng cao của giống như Mi Kim K. Thì có nhiều anh chị hỏi em Mi Kim K là gì Mimi? Thật sự có anh chị nào biết Mi Kim K là gì không ạ? À? Nếu như mà họ biết thì comment ở bên dưới giùm em nè. Mi Kim K á, nó là mi gì? Nó là mi classic hay mi volume cả nhà? Chị Phạm Thương không à, chưa thấy rõ hả cả nhà? Nếu mà không có thấy rõ các anh chị comment ở bên dưới giùm em là không rõ nha. Còn nếu mà thấy rõ thì comment giùm em là thấy rõ rồi để có gì em chỉnh lại. Bình thường có người ngồi chỉnh camera cho gắn mi thôi, hôm nay là không không có người chỉnh bởi vậy lỗi kỹ thuật nha cả nhà. Dạ đúng rồi chị Tiffany Nguyễn ơi. Kim K á, là cái đó là mình tính ra là nó là mi combo. Mình kết hợp giữa mi trụ với lại mi volume thì nó sẽ ra cái bộ Kim K của mình. Và khi á, mà các anh chị muốn làm mi Kim K á, mà cho mắt khách châu Á nè, nên chú ý giùm em một điểm ha, là mình có thể nhấn á, những cái trụ á, nó phần đuôi nhiều hơn để cho cái mắt á, nhìn nó bự hơn. Tại vì á, thường thường cái mắt của khách châu Á của mình á, là ở trong khóe ngay đây nè, là nó sẽ bị cái tình trạng là mình là khóe ngắn. Tại mà mũi mình không có được cao giống như khách Tây á cả nhà. Thì mình phải làm cho những cái điểm nhấn là những cái trụ á, lúc nào nó cũng sẽ dài hơn cái volume. Thì mình nên nhấn trụ dài ở phần đuôi. Và giống như ở phần đầu á, thì mình nhấn trụ nhưng mà mình làm nhẹ nhẹ thôi.
giống như làm số mà thí dụ cái đuôi mình cộng 3 đi, ở trong khóe mình làm cộng 2 thôi để cho nó không có quá dài á. Tại vì nếu mà mình làm cộng 3 giống như cái đuôi luôn á, là khi mà khách mở mắt dậy là chắc chắn nó sẽ bị đụng mất cả nhà. Cái phần đuôi này lý do tại sao á mà em phải ghi 3 số luôn, là có nghĩa lớp cuối cùng á em sẽ gắn số 13 và em xen vào với số 12, và cái tầng mi trên cùng á của cái ô cuối cùng này nè là em sẽ gắn thụt vô số 11, là để cho nó không có bị vảnh lên, với lại để cho cái chân mi của mình á nó được đậm hơn. Tại cô khách này của mình á là cũng không có nhiều lông mà cái lông của cổ cũng rất là mỏng. Cái này là em đang sử dụng mi volume 10D. 10D mà cái loại Camellia. Hai chị TV. Dạ được, để em zoom. Tại vì hồi nãy em zoom nó bị mờ. Để bây giờ em thử zoom lại coi mấy anh chị có thấy không nha. Có gì mấy anh chị comment giùm em coi thấy được không? Nếu mà thấy rõ thì ghi là thấy rõ giùm em nha. Còn nếu mà không zoom in đó mà nó bị mờ thì hãy nói cho em biết để em zoom out lại để cho cả nhà dễ thấy. Làm như thế nào á để mình biết á là mình nối đúng độ dày, em đố cả nhà nè. Giống như bây giờ mình mà làm 10 đi mà 0.07 để cho nó đen, tại vì cô này ít mi nè, làm mình muốn dày đen, giờ mình làm cái độ nó dày hơn có được không cả nhà? Cô trả lời là không được nha. Cái mà em đang xài á là 10 đi nhưng mà nó chỉ là 0.03 thôi. Tại vì nếu á mà nó dày hơn á, nếu mà mình làm 10 đi mà bằng 0.07 hay 0.05 á cho cô khách này á là nó sẽ bị hơi hơi bị nặng cho cổ, lông mi cổ mỏng lắm. Dạ hai chị em Mi Trần, chị khỏe không chị? Lâu lâu em đổi gió, em nối mi khách châu Á để cho các anh chị nào mà mình ở những cái vùng nào á mà giống như cũng có lượng khách châu Á thì mình cũng có thể tham khảo. Đây là một cái map. Tại vì thường thường á khi mà em hay nói là ở trong khóe mắt á mình sẽ gắn giống như 8 9 rồi các anh chị sẽ thấy là sometime mình sẽ có 10. Nhưng mà hôm nay á là trong khóe của mình á mà mình cũng gắn 11 luôn. Là tại vì á, cái mắt này giống như cái mí mắt á bị gấp lại với nhau á. Dạ đúng rồi, nó sẽ bị nặng. Cái này á thực sự là cũng tùy tùy theo mỗi người. Em biết có nhiều người á mình thích nối mi là giống như khách khách muốn sao là mình chiều dậy. Nhưng mà cái kiểu nối mi của em là nó hơi khác chút, là em phải tư vấn cho khách. Ví dụ khách á, các anh chị thấy bây giờ lúc nào nó cũng đòi dày mà dài hết á. Nhưng mà nếu mà em thấy là cái đó nó hơi bị quá sức chịu đựng so cho với mi tự nhiên của khách á, là em sẽ nói với khách là không nên làm. Tại vì á, đúng á là cái tiền á, cái income mình từ cái full set á là nó cao hơn cái fill rất là nhiều, nhưng mà thật sự cái income của mình á nó ổn định nó là nhờ cái fill chứ không phải là nhờ cái full set. Full set đôi lúc á họ chỉ đi một năm á họ mới vòng lại, họ làm một lần thôi. Còn nếu như á mà refill á là cứ 2 tuần họ sẽ đến, thì nếu các anh chị cứ tưởng tượng nếu mà ngay từ cái full set á mình làm một cái set mà kiểu giống như là quá nặng thì cái cảm giác nó cũng sẽ giống như một người á mà mình phải đeo một cái ba lô nặng trong một thời gian dài á. Dần dần á nếu mà mình đeo ba lô nặng là mình sẽ bị gãy lưng đúng không?
Thì mi nó cũng vậy đó cả nhà. Mình bắt á, mi tự nhiên nó đeo mi mi nối mà nặng quá. Lâu dần á là nó bị đứt mi luôn. Dạ cảm ơn chị Nguyệt Bùi nha. Dạ cảm ơn chị em Mi Trần. Em biết á là mùa này đang là mùa đông của cả nhà rồi mà hả, tối nào á là các anh chị cũng giống như là rất là siêng rồi mình lên coi like ủng hộ tụi em. Nếu mà các anh chị thấy á giống như có những cái chủ đề mi nối mi nào á mà các anh chị giống như là mình thích thì các anh chị cứ comment bên dưới để giống như khi mà mỗi cái like xong á em đọc comment của cái cả nhà á, em thấy cái nào mà mọi người muốn xem nhiều á thì em sẽ thu xếp em làm những cái like đó để chia sẻ đó, kinh nghiệm với mọi người cho mọi người tham khảo. Dạ hai chị Mộc Lan, em hứa với chị Mộc Lan á là làm live stream về last live and thin nè mà cứ quên hoài, bị che rồi hả? Không phải là quên đâu mà tại vì em chưa có kiếm ra được mẫu. Tại model cổ đang thư giãn quá, cổ cũng ngoẻo một bên. Mình thấy cả nhà có nhớ lúc đầu á khi mà em bắt đầu em dán băng keo á là cái cô model kiểu giống cổ, đây là lần đầu tiên á cô bé này nối mi luôn nha cả nhà. Hiện cái tâm lý á, là khách họ lại hồi hộp nên cái mắt này ngay đây nè, cái cơ mắt của cổ cứ giật giật giật, còn bây giờ ngủ rồi bởi vậy nên nằm im cơ mắt không có giật nữa, nhưng mà tới cơ mắt không giật thì cái đầu nó ngoẻo một bên. Dạ không chị, cái này á, là mình đang nối mi sợi thì mình phải cắt da khoảng chừng 1 mm nha chị. Hồi trước á, em hay nói là ồ cách da khoảng giống như là 0.5, 0.7. Các anh chị hình dung không ra. Thật sự á, là nếu như á, mà mình gắn mi sợi này á mà mình xa nó tốt hơn là gần. Nhưng mà xa quá thì cũng không tốt nha mọi người. Xa quá thì nhìn giống như chừng sau 1 tuần thôi á, là giống như mi của người ta mọc ra giống như là 2 tuần rồi, nên xa vừa thôi nó sẽ tốt hơn. Dạ mi này á là giống như mình nối mi 10 đi mi cái này á là American Volume. American Volume có nghĩa là khi mà cái fan của mình đó chị, nó sẽ có một sợi ngắn một sợi dài nó xen kẽ với nhau. Còn Russian volume á là nó sẽ thí dụ 10 sợi đi là 10 sợi nó dài đều bằng nhau luôn. Thì cái này là American volume. Khách ở bên US á họ thích cái kiểu này nhiều hơn. Còn cái kiểu mà Russian volume á là cái đó kiểu nối mi châu Âu á mọi người. Là hẳn nó đôi lúc á khách ở bên Mỹ này á họ mở ra họ nhìn cái đó là họ thấy kiểu giống như nó perfect quá, nó hoàn hảo quá thì nhìn nó sẽ bị giả, nên họ thích cái kiểu giống như là nó hơi so le, nó hơi wispy hơn. Để em tranh thủ em tìm cái cô model nào á mà lông dài á mà lông thẳng thiệt là thẳng á, để em làm cái hướng dẫn mọi người cách uốn mi, uốn mi và cách duỗi duỗi lông mày nữa nha. Cái đó là bữa giờ cũng có nhiều chị học viên rồi họ nhiều các anh chị giống như mình yêu cầu cái đó lắm. Em chưa tìm ra model á. Dạ lâu rồi, để có gì tuần sau đi. Tuần sau em sẽ tranh thủ em làm cái Wispy Advanced Kim K cho cả nhà nha. Tại vì dạo này á em không biết sao mà khách ở dưới em á họ thích natural lắm. Họ toàn làm giống như natural volume rồi họ thích mấy cái
natural không à, bởi vì không chưa chưa có model làm advent nè. Để bữa nào em đi bắt model em làm advent Kim K cho cả nhà coi. Dạ cái đó bữa giờ em cũng có nhiều học viên hỏi lắm. Cũng được, không sao chị. Thi á mà chị bỏ vừa prem á mà vừa bonder á chung với nhau là chị phải hơ quạt giống như thật là khô luôn. Tại vì thường thường á mình bỏ một cái thôi mà giờ chị bỏ double hai cái chung lúc luôn là nó cay lắm. Phải quạt lâu á để cho nó khô thật khô á. Mà nếu mà thật sự á khi mà mai mốt các chị nào á, cái này cũng là một kinh nghiệm á, mình nếu mà mình lỡ quên primer, primer cái tác dụng của nó là hút dầu ở trên mi và nó sẽ làm thí dụ mình bỏ mi lên á là nó làm cho cái mi nối của mình nó dính liền vào với lại cái mi mi nối. Nhưng mà mình lỡ quên rồi mà mình làm xong rồi mình mới nhớ ra thì mình có thể mình skip luôn cái bonder cũng được nha cả nhà, và mình chỉ bỏ bonder thôi là được rồi. Tại bonder là nó làm cho cái keo của mình khô. Nếu như mà mình đã bỏ lên được và cái keo của mình nó khô á thì nó cũng sẽ bám chặt vào trong cái sợi mi tự nhiên luôn. Nên mình có lỡ giống như lỡ quên rồi thì mình bỏ được. Còn nếu mà giống như như chị Tiffany có chia sẻ là mình bỏ một lần hai cái luôn á, là khi mà bỏ primer xong phải hơ ít nhất 5 phút để cho cái primer nó khô rồi mình mới bỏ bonder lên. Bỏ bonder lên á là phải hơ thêm 5 phút nữa để cho hai cái nó khô thiệt là khô luôn rồi mới cho khách mở mắt dậy, chứ không thôi là bị cay mắt lắm á. Tại vì hai cái đều cay hết mà mình trộn vô là giống như nó cay double luôn á. Nó hơi khác đó chị, tại vì lông mày á là mình phải đi theo shape, là tùy nha, có hai loại nhuộm lông mày. Nếu như mà mình nói là nhuộm henna, henna có nghĩa là mình nhuộm lên vừa dính trên da và vừa dính trên lông luôn, thì á mình sẽ phải giống như vẽ shape rồi mình bỏ lên. Chứ nếu mà mình bỏ lung tung á là nó sẽ ra cái shape giống như nó giống như là tùm lum luôn. Cũng phải khoảng một tháng nữa hàng mới về nha cả nhà. Tại vì hiện tại á là cái lip kit của mình á là đang hết hàng. Hết lâu lắm luôn rồi đó, hết mấy tháng á, em chờ hàng hoài mà nó chưa về luôn á. Thì em cũng đang đợi nó về á, để có gì thì em mới live cho mọi người. Giống như hàng á, em có để like nhưng mà like xong các anh chị hỏi á là không có để bán. Bởi vậy nên đâu có dám like đâu, like sợ cả nhà kêu. Cô Mimi ác quá, like cho người ta thèm xong rồi không có hàng để cho họ làm khách. Bây giờ là cái nào mà đang có hàng hoặc hàng mới về là em sẽ like liền cho cả. Thì hy vọng là mấy tuần nữa cái lát lip and thin với lại cái brow lamination của mình á, hàng nó về để em có em like. Chứ cái đó là cũng là hai cái service mà bữa giờ nhiều anh chị á giống như request lắm luôn á. Dạ khóa học của mình là 3 ngày 1.800 á chị. Tháng 5 á là mình có lớp cái lớp sớm nhất là tháng 5 Dallas Texas ngày 23 24 25. Thì khi mà mình nối mi lên trên khách châu Á là cả nhà nên cẩn thận cho em á, là
giống như mình mash cái tai á, cổ ngủ á, cứ lâu lâu cái đầu cổ cứ nghiêng 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 qua. Là mình phải mash sao á, mà khi mà mình nối á, cái mi nối của mình á là mình bỏ vào á, cái chân của cái mi nối á là nó dày giống như nó mập bằng cái sợi mi thiệt luôn. Là cái đó là mình đã sử dụng đúng cái độ dày nha cả. Nếu như á, mà khi mình ví dụ mình xài pre-made đi, mà mình bỏ vào cái chân pre-made á nó dày hơn cái chân mi thiệt của khách, là cái mi pre-made đó mình sử dụng á là nó bị quá dày. Có nhiều chị á, có nhiều anh chị hỏi em là Mimi ơi, có phải mình xài pre-made á lâu ngày là sẽ hư mi của khách hay không? Thì cái câu trả lời á là không phải nha cả nhà. Nếu như á mà mình sử dụng đúng cái độ dày cho cái mắt, cho cái lông mi tự nhiên của khách thì nó sẽ không có hư mi đâu. Mà thật sự á, mi pre-made bây giờ có nhiều loại á, nó làm nó rất là đẹp. Em phải nói là cực kỳ đẹp luôn á. Mà nó mỏng, nó còn nhẹ hơn cái mi mà fan tay nữa. Thì cái đó là nếu mà mình xài đúng những cái hàng cao cấp loại đó đó, mi Hàn Quốc, mi nhung á, giống như bên công ty mình á, bảo đảm với cả nhà là mình sẽ không có bị hư mi của khách đâu. Mà nhiều khi khách họ còn thích hơn nữa. Dạ, sau khi cái lớp Dallas của mình tháng 5 á, thì bên công ty mình sẽ có lớp Vegas tháng 6, lớp Chicago nếu mà em nhớ không lầm là tháng 7. Dạ, lớp tháng 7 là Chicago, lớp Vancouver, Washington State nha là tháng 8. Và tháng 9 á là mình sẽ có lớp ở Houston và Duluth, Georgia. Là tháng 9 mình sẽ có hai lớp luôn. Tháng 10 cũng vậy, tháng 10 á là mình sẽ có lớp ở Santa Ana, California với lại Tampa, Florida. Em biết á là có nhiều anh chị đang request lớp ở bên phía Bắc của Bắc Cali. Nhưng mà hiện tại á là tại vì cái số lượng học viên á, các anh chị request lớp ở bên Nam Cali nhiều hơn. Nên giống như Bắc Cali với Nam Cali nó cũng không có quá xa á cả nhà, nên mình chỉ làm được ở một hướng thôi. Thì các anh chị nào mà ở Bắc Cali á có thể tranh thủ sắp xếp rồi mình xuống Nam Cali mình học giùm em nha. Dạ hai chị Christine, bữa giờ cũng có mấy anh chị đòi làm lớp Hawaii rồi đó. Bây giờ mấy anh chị phải đòi nhiều nhiều vô thì em mới request công ty cho em qua Hawaii được, chứ em nghĩ em cũng mê lớp Hawaii lắm đó. Bé assistant nó nói nó cũng đang đòi lớp Hawaii nè mấy anh chị ơi. Nên mấy anh chị họ đáng request thêm lớp Hawaii đi, để bên công ty á sắp xếp làm lớp Hawaii cho mình nha. Em là em cũng mê lớp Hawaii lắm nè. Ước gì em có cái nẹp hay cái gì á, em nẹp cái đầu của model lại. Cũng ngủ á, cái xong mà lâu lâu á cũng nghiêng qua một bên. Hôm bữa cũng có mấy chị ở bên Hawaii là nói là qua Hawaii làm lớp đi. Chị Kristen là chị ở bên Hawaii luôn hả chị? Hay là chị ở bên này mà chị muốn làm lớp Hawaii để chị đi chơi luôn nè? Giờ là giống như là em thấy du lịch đó là người ta cũng mở cửa lại rồi, nên bây giờ các anh chị là cũng thích làm lớp ở những cái địa điểm giống như du lịch, để giống như qua lấy lớp rồi sẵn đi du lịch luôn nè. Đúng. Nghe nói Hawaii đẹp lắm mà em chưa bao giờ qua. Công ty làm em bên học.
Tháng 6 này á là mình sẽ có lớp ở Vegas, thì cái lớp Vegas đó cũng là một trong những cái địa điểm á mà được rất là nhiều các anh chị học viên request luôn. Em thấy á, lần nào á bên công ty mình mà làm lớp ở Vegas á là cũng rất là đông các anh chị, giống như mọi miền đất nước. Có nhiều anh chị á là bay từ Canada qua luôn, chứ không phải là chỉ ở Mỹ không thôi, mà từ Canada mình bay qua mình lấy cái lớp Vegas. Dạ, em cũng nghe nói là Hawaii đẹp lắm, cái đó giống như là Hawaii đẹp là nổi tiếng luôn rồi, như là danh lam thắng cảnh của Mỹ mà. Chị Mộc Lan là ở Tampa hả chị? Bữa nào á em mà qua Tampa em mà cần assistant là em liên lạc chị Mộc Lan phải không? Nhưng mà các chị á, mình nối tới giống như những cái tầng cuối cùng rồi đó, là mình chỉ giống như những cái sợi mi mà thí dụ mình thấy là nó mi tơ cả nhà thì mình đừng có nối nha, tại vì á, mi châu Á của mình nó bẩm sinh nó là nó đã mỏng rồi, thì những cái sợi tơ á, là giống như nó super baby luôn á, mình mà nối á, là nó nặng lắm. Mà khi mà khách á, mà họ đeo mi nối mà bị nặng á là chừng mấy bữa là nó đứt mi hết, là nó cũng không còn mi để dòng lại cho mình nối nữa cả nhà ơi. Thường thường á khi mà em làm mi xong á em hay dở lên như vậy nè để em coi á là cái tầng mi cuối cùng á em còn nối sót hay không, tại vì một cái trick á để cho cái hàng mi của mình á, cái chân mi mà nó đen thiệt là đen á, là cả nhà phải nối hết mi ở cái tầng dưới cùng giùm cho em nha, là cái bộ mi của mình nó nhìn á khi mà khách mở mắt dậy á nó nhìn nó sẽ đậm cái chân hơn. Còn nếu á, mà mình nối á, mà bị sót cái tầng mi cuối cùng á là khi mà khách mở mắt dậy á đôi lúc á nó sẽ không có đậm cái chân, hoặc là mình nhìn cái chân á mà nó không có đều. Đặc biệt á là khách châu Á là mi ít nữa nên mình phải ráng mình tìm những cái sợi khỏe, với lại những cái sợi á mà nó mọc theo đều theo cái hàng mi thiệt á, cái hàng chân mi thiệt, để mình bỏ vô mình nối vô thì hẳn cái bộ mi của mình nhìn nó sẽ đều hơn. Có những cái sợi á nó nằm ở trên tầng mi cuối cùng hoặc tầng mi trên cùng á, mà nếu mà các anh chị nhìn á nó không có mọc theo cái đường mi tự nhiên, giống như nó mọc lửng lửng ở dưới hoặc lửng lửng ở trên á, những cái sợi đó mình sẽ skip, mình không có nối vô nha cả nhà. Tại vì khi nối vô á và khách mở mắt ra là nó sẽ không có blend vô được với nhau, là cũng sẽ không có đẹp. Sau khi á mà mình nối xong rồi á thì em sẽ tháo cái này ra, tháo hai cái miếng băng keo mà mình kéo cái mí mắt á, mình tháo ra trước, sau đó mình mới lấy cái cây lip brush để mình chải bonder lên. Cái công dụng của bonder của mình á là cứu tinh cho mùa hè này nha cả nhà. Lý do tại sao mà em hay nói là nó là bạn thân của mình, bạn thân cho những anh chị nào mà làm nối mi, tại vì á cái bonder là nó sẽ làm cho cái bộ mi nối của mình nó keo á, nó mau khô, và khi mà keo nó khô là nó sẽ không có bị cay á. Nhưng mà giống như hồi nãy chị thì có nói á, nếu như mà bỏ bonder xong á có hơi kỹ là cay lắm nha cả nhà. Nancy, can you look for the bonder?
Thì thường thường bonder ở cái nhà là mình phải bỏ vô trong cái brush này. Đây á là cái chai bonder của mình. Hiện tại á là super bonder hết hàng rồi. Nên chắc phải 1-2 tuần nữa hàng mới về lại nha cả nhà. Đó, chuẩn bị chửi nữa nè, em bị chửi nữa nè. Khoe hàng ra đã xong rồi không có hàng cho các anh chị. Nhưng mà không có bỏ cái này á thì mùa hè mau mi á mình gắn nó mau rụng lắm. Nên lúc nào mùa hè chỉ thích bỏ bỏ. Với lại bonder thực tế là nó nhẹ hơn là primer nên bỏ cái này. Tốt hơn đó là bỏ primer thêm một lần nữa sau khi mà mình làm xong. Tại vì em biết có nhiều anh chị đó là mình bỏ primer trước khi làm nè. Sau khi mình làm xong á mình bỏ thêm lớp primer nữa. Cái đó nó cũng ok nha cả nhà. Ok cho những cái khách nào mà da dầu. Nhưng mà nếu á, mà khách mà giống như da không có dầu, da khô á, mình làm như vậy á, nó sẽ không có good. Khi mình đã da khô rồi, cái công dụng của bonder là nó làm cho cái dầu ở trên mi tự nhiên. Nó hút dầu trên mi tự nhiên mà bây giờ da người ta đã khô rồi, nó còn làm khô hơn nữa. Thì cái lúc á, mà khách vòng lại để mà làm refill á, cả nhà sẽ thấy ở trên da mí mắt này nè, nó bị giống như vẫy á. Cái chốc chốc da thì cái đó là một cái tín hiệu để nó báo là giống như mình bỏ quá nhiều primer. Nhưng mà cái bonder khi mà các anh chị bỏ lên nó không có bị cái trường hợp đó. Nên nó là giống như primer thì mình bỏ trước khi mình làm để hút dầu và dễ cho cái keo nó dễ ăn keo. Và bonder mình để là để giống như mình seal nó lại. Cái bước cuối cùng để cho keo nó mau khô. Khi mà keo nó khô rồi, các anh chị tưởng tượng keo này của mình nó giống như là xi măng á. Nếu như á, mà cái lớp ngoài không có bonder thì cái lớp ngoài của nó có thể khô nhưng mà cái bên trong nó chưa có khô. Nó sẽ khô từ từ. Còn đây mình bỏ bonder vô á, là giống như nó khô liền luôn, nó cứng lại luôn. Thì cái đó là nó khóa lại cái độ bền. Thì nó làm cho giống như không cay nè. Mà làm cho bộ mi của mình nó bền hơn nữa. Mà cái mi á, ngày hôm nay em làm á, là cái Camellia, cái mi Soleil á, mọi người. Cái này Soleil của em. Thì cái mi loại này á, nó sẽ có hai loại. Cái này á, là cái mi khi mà các anh chị nhìn á, Nancy, can you zoom out a little bit? Để em zoom out chút xíu cho cả nhà. Thì cả nhà có thấy á, là nếu mà mình nhìn kỹ á, là cái mi này của mình nó sẽ là sợi dài. Nếu mà anh chị nào muốn mua cái mi này á, thì em đang cầm là cái hộp này là hộp mini box nè. Hộp mini box là khoảng 280 fan một hộp. Còn anh chị nào nếu mà mình mua nhiều á, thì mình có thể mua cái Pro Box là nó 1.000 fan một hộp này. Thì nếu muốn mua mini box thì comment mini box, Pro Box thì comment Pro Box thì em sẽ gửi link cho cả nhà mua nha. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn link để đăng ký lớp học đó, thì có thể comment ở bên dưới là lớp. Em sẽ gửi link để cho các anh chị đăng ký lớp. Okay, model, can you please open your eyes? Okay. Rồi để em mua cái camera trên cái camera ở trên để cho cả nhà thấy cái sự khác biệt. Thì cái này á, là giống như em nối bằng 0.03 10D nè cả nhà. Camellia. Mi này cũng Camellia Mix D 0.03. Dạ tháng 10 để em coi tháng 10 tháng 10 ngày 24, 25, 26 nha chị Mộc Lan. Thì đây á, là cái bộ mi của mình. Để design á, theo cái map này thì các anh chị thấy á, nó sẽ pop ra được nè. Tại vì ở trong khóe mình làm á, là tới size 11 lần. Thì á, nhìn nó vẫn giống như nó dài ra được đi trên cái mí mắt á. Tại vì nếu mà mình làm 8, 9 giống như bình thường á, là nó sẽ quặp ngược lại đi vô trong cái mí này nè. Tại vì cái này là cái mắt châu Á
Trên mắt châu Á các chị phải làm hơi dài ra cho em nha. Mà mình thấy á, các chị hay nói á, là ồ mình làm 0.03 đôi lúc á, nó sẽ không có dày, không có đen. Nhưng mà mắt châu Á em thấy á, mình không có cần làm cái những cái kiểu mà giống như nó đen mà theo kiểu mí đen đâu. Nó dài mà nó dày á. Mình làm vậy nè thì cái ngọn á mình thấy nó vẫn mềm mại, nhưng mà cái chân ở dưới á nó đen thì nó sẽ đẹp hơn. Chị hỏi cái này á là một cái bộ mi mà để mình làm cho châu Á. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Dung, em cảm ơn chị Ngọc Mộc Lan, tên chị Mộc Lan dễ thương quá à, giống như hoa Mộc Lan đó. Thì cái này là cái mắt ha. Nếu mà cái map này các anh chị có thể sử dụng cho những cái khách mà châu Á, hoặc là giống như là đôi lúc mình cũng có khách Tây mà khách Tây mắt hí á, mình cũng có thể sử dụng cái map này luôn. Và thêm một cái tuyệt chiêu nữa là hai cái đuôi này nè, các anh chị nhớ giùm em là không được xài CC và cũng không được xài đi luôn, chỉ được xài C thôi nha. Chính giữa mình có thể xài CC hoặc là đi, nhưng mà cái đuôi này nè với lại cái khóe này là xài C thôi. Tại vì á, nếu mà mình làm cong quá là nó sẽ quặp vô trong da. Chính giữa thì mình làm cong được, nhưng mà hai cái đầu này là làm ít cong thôi là nó sẽ ra được cái mát này nha cả nhà. Thì để em cho cô model của mình ngồi dậy rồi em tám với mọi người chút xíu nha. Model, can you please sit up? Wait for me. Hi, xin chào cả nhà. Làm hả? Làm hết nguyên buổi tối luôn. Bây giờ mới thấy mặt em phải không? You chị Christine. Thì cái lịch học tháng 5 của mình á là sẽ, để em coi cái lịch nè. Em không nhớ lịch luôn. Lúc nào cũng sẽ thế nào cũng bị chửi. Lớp Đà Lạt của mình á là tháng 5, ngày 23, 24, 25. Lớp tháng 6 là lớp Vegas, ngày 13, 14, 15. Tháng 7 á, mình có lớp Chicago. Tháng 8 mình có lớp ở Vancouver, Washington State nha cả nhà, chứ không phải Washington DC đâu. Tháng 9 á, là mình sẽ có lớp ở Houston. Và sau đó 2 tuần là mình sẽ có lớp ở Duluth, Georgia. Và lớp tháng 10 á, là mình sẽ có lớp ở Santa Ana, California. Cái này là Nam Cali nè. Tháng 10, ngày 24, 25, 26 là mình sẽ có lớp Tampa, Florida. Thì hiện tại á, đây là lịch lớp của mình á, từ tháng 5 cho tới tháng 10 nha cả nhà. Và cái lớp của mình sẽ là 3 ngày và giá học của mình là 1.800. Thì hiện tại á, trong cái lớp của mình á, các anh chị sẽ được học về giống như tất cả các loại mi luôn á. Là từ cơ bản cái lớp này có thể good cho những anh chị nào mà chưa có biết gì về mi, hoặc là chưa bao giờ cầm nhíp, mình cũng có thể học nè. Ơi, công ty có tham gia pre-mi show ở Orlando tháng 6 không chị? Dạ hai chị Mina có nha chị. Công ty á, là sẽ có tham gia pre-mi show, nhưng mà lúc đó em bị kẹt kẹt show rồi, em không có tham gia được cái pre-mi show ở Orlando tháng 6. Nhưng mà em biết á, là bên công ty mình là hình như có tham gia á chị. Dạ hai chị Hannah Kim Hoàng có lớp nâng cao không em? Dạ có nha chị. Lớp nâng cao của mình á thì mình sẽ tập trung vào hướng dẫn cho các chị các kỹ thuật về giống như là mi mega nè và mi extreme mega. Hai cái này nó khác nhau cái gì? Khi mà mình nói mega là mình thể làm từ 15 đi cho tới 20 đi, và extreme mega là giống như đen đen hôi hùi lùi luôn á, là từ 20 cho tới 30 đi và bằng 0.03. Thì cái đó là sẽ hai cái kỹ thuật chính cho volume ở trong lớp nâng cao. Và bên cạnh đó là mình sẽ tập trung giống như mình luyện những cái map khác nhau để mình phối trụ rồi này kia, làm cho cái bộ mi mà Kim K á. Tại vì thực sự á, mi Kim K nó là mi design, mi combo. Mình phối giữa trụ và volume với nhau thì nó sẽ ra những cái set Kim K. Thì tùy theo giống như cái trụ mình phối như thế nào á, thì nó sẽ ra cái bộ mi Kim K nó khác nhau. Dạy bằng tiếng Anh hay tiếng Việt vậy chị? Dạ cái lớp của em á, thường thường là em sẽ dạy bằng hai tiếng luôn.
Thì nếu như á mà chủ yếu á, cái chính của mình á là các anh chị mà giống như học viên Việt Nam nhiều á, thì em sẽ đứng em giảng bài chính bằng tiếng Việt và em sẽ có trợ giảng đi theo giảng bằng tiếng Anh cho cả nhà nha. Thường thường á là cái lớp của em sẽ song song 2 tiếng luôn, vừa tiếng Anh và vừa tiếng Việt. Và nếu mà có một số lớp á là em có học viên mà người Mễ mà giống như là không có giỏi tiếng Anh luôn, thì em cũng có assistant có thể nói được tiếng Mễ để translate, giống như nói chuyện bằng tiếng Mễ để giảng bài cho các anh chị luôn. Là giống như lớp của mình có thể là 3 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Mễ với lại tiếng Việt nha cả nhà. Dạ, chị Hannah ơi, cái lớp tháng 9 của em á là Houston ngày 5/6/7 và lớp Duluth, Georgia ngày 19, 20, 21. Thì những cái lớp này á, là mình cũng các anh chị nào mà có muốn học basic cũng có thể đăng ký lớp đó, và những anh chị nào mà mình muốn học nâng cao mình cũng có thể đăng ký lớp đó luôn. Tại vì trong lớp đó em sẽ focus, thí dụ cho những anh chị nào basic á, là em sẽ tới từng người giống như dạy chung một cái giáo giáo án, nhưng mà em sẽ tới từng người để em giảng giống như những cái phần basic cho các anh chị mà cần học basic. Và những anh chị mình đã biết hết basic rồi á, thì mình có thể giống như ôn lại cái phần basic, và khi mà em đi đến em cái kỹ thuật cho từng người á, thì em có thể kèm các anh chị những cái kỹ thuật nâng cao giống như là Kim K hoặc là Mega hoặc là Extreme Mega. Dạ. Thì học có dạy luôn lát liếc không vậy? Dạ chị Christine ơi, trong lớp của mình á là có em sẽ làm live demo lát liếc cho cả nhà luôn, là có ở trong lớp của mình luôn. Nhưng mà khi mà làm lên model là các anh chị mình chỉ được làm model cho nối mi thôi, tại vì cái lát líp đó thực sự rất là dễ. Nếu mà các anh chị mà giống như mình coi cái cách em làm và giống như mình mua đúng cái bộ kit của công ty mình, nó là làm ra nó cũng sẽ y chang như cái mà em demo ở trong lớp luôn. Nên anh chị nào mà mình muốn đăng ký lớp á, thì cứ comment chữ lớp thì em sẽ gửi link ở bên dưới cho các anh chị nha. Dạ. Dạ, lớp của mình đó là sẽ bao gồm luôn lát líp là và round lamination, là cái đó em sẽ demo ở trong lớp. Hai chị em mì Trần, lớp tháng 9 đó là cái lớp đó vừa cơ bản vừa nâng cao luôn nha chị em mì. Dạ. Em cảm ơn cả nhà. Thì cái thời lượng của em, cái thời lượng em được lên sóng đã hết rồi. Em sẽ hẹn gặp lại mọi người vào thứ 3 tuần sau. Đúng rồi. Em làm riết á mà em quên ngày luôn, em nghĩ là hôm nay đang là thứ 3. Em tưởng là hả mấy bữa nữa em còn được like ngày thứ 5 nữa, nhưng mà hôm nay là thứ 5 rồi, nên em sẽ hẹn gặp lại mọi người vào thứ 3 tuần sau, 6 giờ giờ Cali, 8 giờ giờ Texas và 9 giờ giờ Florida nha cả nhà. Thì nếu mà có chủ đề nào hoặc là giống như các anh chị coi Instagram hay là coi trên mạng á, mà thấy cái mi gì mà độc lạ mà muốn em like á, thì cứ comment ở bên dưới. Em sẽ đọc comment và em sẽ sắp xếp cái like tuần sau cho cả nhà coi nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người tuần sau nha. Bye mọi người. Dạ, chúc các anh chị ngủ ngon nha. Okay, and I'm ready.